Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Anh em mình ai có? 1, 2. Cảm ơn tất cả mọi người. Lần đầu tiên mà như Lan Ngọc nói là anh em mình có chung một cái sinh nhật tháng 4, nhưng mà lần đầu tiên được tổ chức bởi chương trình Vẻ Đẹp Kỳ Xuân. Cảm ơn tất cả mọi người đã cống hiến sức lực và nhiều niềm vui đến cho quý vị khán giả. Cảm ơn rất là nhiều. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Trò chơi này nó đơn giản, nó dễ chơi lắm, không có gì khó. Mời. Không có gì khó hả? Không có gì khó. Thì anh đâu có chơi. Không có dễ mà. Mỗi bạn sẽ có một con số thứ tự, tới lượt ai người đó chơi. Mỗi lần chơi là mình đạp 5 lần. Vị trí nào đạp bể lại được 1 điểm. Thật là vui. Em khoái này hồi hộp lắm nha. Thật là vui. Đúng vậy, chúng ta sẽ chơi 3 quả bóng. Đội nào mà mang về 2 quả là đội đó thắng rồi. Yeah. Ai đạp bể thì sẽ thắng 1 quả đó. Vâng, mỗi lần chỉ có 5 lần đạp mà thôi. Ok. Em số 1. Số 1. Số 2. Đây. Rồi đứng của hai bên. 2, 4, 6, 1, 3, 5, đúng rồi. Chúng ta nên nhớ khi cái bong bóng này nó bể ra là có phần thưởng dành cho người làm nó bể nha. Dạ. Nên Duy Ngọc, đầu tiên, mời. 1, 2, 3, 4, 5. Ê, dạ, dạ, dạ. Có 5 cái à, 5 cái, 5 cái. Thì tới em. Vị trí số 2, 1, 2, 3, 4, 5, quá dễ. 1, 5, 3, 4. Trời ơi. Cái liếu kìa. Đạp vậy sao thôi, phải để ý mặt lắm á. 2, nổ nè, nổ. 3, à, lần sợ nổ lắm. 5, 6, 5, 5, 3, 4, 5. Trời ơi, tới gì Ngọc? Bự gì? Trời anh đó. Ráng qua chị dạ ơi. 1. Em đạp nổi không? 2, 3, 4, 5. Một, hai, ba. Ok, tới anh đó. 4. Cái tôi thì còn thấy nó căng quá rồi. Ơi, lên đáng lên chị dạ. Anh để 2, để mới thắng. 3, 4, căng thẳng. Em nói rồi, có khi là đến anh Luân. Nhìn sắp rồi đó, sắp rồi đó, nước rồi, nước rồi. 1, ráng lên chị dạ. 2, 3, 4. Đây phần quà thôi, đem về cho các con của mình. Ồ, cảm ơn chương trình. Như vậy là đội chúng ta được 1 điểm. Bây giờ là lượt thứ 2. Hên xui mê rủi nha. Em xin phép ta. Rồi. Em là số cũ, em vẫn là số cũ. Số 5. Em số 3. Rồi, tôi sẽ khởi động cho nó bự lên xíu. Em xui, xui. Em số 6. Rồi, rồi, rồi. Gì dữ vậy? Số 1, vô. Ông đặt hết 1 cái nha. Bỏ tay ra, buông tay ra. Vô liền, chạy vô liền, để có gì bể chung. Anh ơi, chân nó có hơi. 1, 1, 2, 2. Thôi, em được rồi. 3, 4. Ê!
kia vậy? Ôi, bự vậy? Tới tôi nữa. Chết hồn rồi. Tôi chưa tới đâu. Không kịp, không kịp, không kịp. Không kịp đâu. Kịp nha. Rồi, tiếp chị Ngọc. Kịp nha. Rồi, tiếp chị Ngọc. Ngọc vô Ngọc. À, em đủ sức không? Em đủ sức không? Anh đạp chung với em. Ê, 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 ê. Ba. Rồi. Bốn. Ê. Nó. Dạ bé ơi. Trời ơi, gì mà nó không tới mình hả? Em giảm hết gà cho anh. Gì đó. Ba người đó rồi. Hai. Ba. Bẻ bẻ. Bốn. Đông. Năm. Đông. Ê. 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 Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Năm. Ê. Ôi. 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 Ráng lên Lục ơi. Là Lục. Gì vậy? Ok ok ok. Hồi nãy á, hồi nãy chỉ cần xong lưng đẻ cái là thắng rồi. Chứ mày đặt ơi. Trên quá à, số. Số gì tại anh nè, tặng em nè. Một cái màu hồng. Ồ, đem về tặng vợ. Thắng rồi, bên đó cho thắng đi. Không, tại vì quả cuối cùng điểm số gấp đôi mà. Đúng rồi. Số gấp đôi hả? À, là mình vẫn quê. Quả cuối cùng điểm số gấp đôi. Rồi. Không sao. Rồi có rồi. Rồi lại cuối cùng. Ê bây giờ anh bốc không có trùng số nào luôn á. Bốn. Rồi số hai. Ba đứa mình luôn. Rồi, một hai ba. Ba. Giống nãy thôi. 1 2 3 4 5 6. Ủa chang vậy luôn hả? Bắt đầu. Ờ làm như đi vũ trường vậy ha. Ủa em đạp năm cái vô ngưng. Đạp cái vũ trường ơi, vũ trường quê đi sao? Wow. Đạp đi vũ trường ơi, vũ trường ơi. 1 2 3 4 5. Yeah. Bé đạp ok nè, hồi xưa làm nghề bơm giá lốp hay gì á. Em không? Yeah. Yeah. Đạp trên. Có 4 cái à? Ủa gì hả? Bù cho em cái cho em quên. 6. 6 cho em cái đó đúng không? Ok. Ê ê, 2 đợt nữa nha, 2 đợt nữa thôi. Cái gì vậy? Anh dằn mâm sánh chén này vậy? Đúng rồi, em lấy luôn cho. Đập luôn cái cục. Tiếng lượt đạn như anh Lan Ngọc nằm ở dưới vậy. Em lên lượt hết hồn rồi. Có thể là em á. Rồi. Chưa, tới Vinh nữa, tới Vinh nữa, tới Vinh nữa. Ê, 5 rồi. Tới Vinh, tới Vinh. Rồi anh mở, thấy anh mở. Rồi rồi, anh Vinh rồi, anh Vinh rồi. Vinh nổ rồi, Vinh nổ rồi. Vinh rồi, thấy hết rồi. Anh ơi, cái thứ 5 đâu xíu nha. Người đâu? Cái thứ 5 xíu. Yeah. Năm rồi. Thua. Chắc chắn bên đây. Thua. Lẹ lẹ, nó hút hơi lại. 4. Ngất. Anh ơi, anh. Người đâu tới mình á? Không, chắc chắn tới mình, chắc chắn tới mình. Chắc chắn tới mình. Đi vô lẹ, đi vô lẹ. Dạ ơi, luôn Ngọc, giữ lâu đi chị Dạ, giữ lâu nha. 2 2. Giữ lâu thôi. Tới Ngọc rồi.
Đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Đạp đi, đúng rồi, đạp đi rồi. Thua. Thua. Ôi, cái trái bóng này căng chưa? Luân ơi. Không tay. Dạ, em đây, em đây. Hả? Bắn lên. Liên tục luôn. Nổ đi. Liên tục đi. Liên tục thử coi nó gì. Đang bẻ, tới giờ là bẻ. Đó, cái bẻ nè. Bum. Rồi. Dạ, anh ngờ anh Vinh. Bé đi. 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 Chắc chắn bé. Bé. À đừng đi rồi. Chắc chắn bé. Trời, nói như thật luôn, ghê thiệt. Trời ơi, ba đứa mình là mỗi người thắng một lần luôn á. Cảm ơn mọi người. Sinh nhật ai vậy? Ủa gì vậy? Ủa? Vô, sinh nhật em á. Cảnh này chưa? Yeah. Cảm ơn anh Giang luôn. Tháng 4, tháng 4. Sinh nhật tháng 4. Giang Ngọc phía trước. Giang Ngọc qua đây. Giang Ngọc qua đó. Anh em mình ai cũng có. 1, 2. Cảm ơn tất cả mọi người. Lần đầu tiên mà như Lan Ngọc nói là anh em mình có chung một cái sinh nhật tháng 4, nhưng mà lần đầu tiên được tổ chức bởi chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Cảm ơn tất cả mọi người đã cống hiến sức lực và nhiều niềm vui đến cho quý vị khán giả. Cảm ơn rất là nhiều. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chưa bao giờ được ăn sinh nhật cùng với Bảy Nụ luôn á. Và tháng 4 cũng là sinh nhật của Đất Việt VAC. Anh em chúng tôi cũng cảm ơn Đất Việt rất là nhiều đã là đồng hành cùng nhiều năm trời, cũng tạo ra nhiều tiếng cười. Và năm nay cũng là năm sinh nhật rất là quan trọng, là cột mốc 30 năm của Đất Việt VAC. Anh em tôi xin chúc cho Đất Việt VAC luôn vững mạnh và thành công. Hãy gửi lời chào quý vị khán giả đi nào. Dạ, là nó đầu tiên cho em Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Với sự trở lại này thì em thấy anh em nghệ sĩ cùng các quý khán giả đang có mạnh mẽ, có sung hơn ngày xưa không? Dạ, sung hơn rất là nhiều ạ. Nhưng mà tất cả các anh chị, mỗi một người xuất hiện như vậy là mọi thứ nó cứ rần. Và nhờ như vậy em cũng tự tin hơn và cũng mạnh dạn hơn để lộn cù mèo ra đây mấy vòng. Lộn cù mèo. Tuy rằng là ngồi thở hơi lên. Hơi lên. Nhưng mà cũng được sự ủng hộ quý khán giả. Và hy vọng là chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ giữ được một cái nhiệt giống vậy luôn cho hết chương trình nha. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị khán giả thân mến, anh em chúng tôi xin chào đón quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Lộn cái thôi, hơn lộn cái thôi. Lộn. Lộn cái gì? Lộn. Trời, ai cũng cắn cái đầu của mày vậy? Sao con bé được cái ai kiểu gì làm nấy hả? Mà không biết được làm được không cũng là. Đó không phải là sự hy sinh đâu. Bây giờ vậy ha, chúng ta sẽ chia đội bằng những cái trò chơi nhỏ, lẻ nhưng mà có nhiều tiếng cười. Các bạn có chơi trò chơi một con vịt, hai con vịt? Một con vịt sẽ ra hai cái cấp. Không, một con vịt rớt xuống ao, bụm. Ngốc nói cớm. Chị không ấy. Rớt xuống ao, rớt xuống sông, rớt xuống biển rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đứng theo vòng cung. Lẽ ra là vòng tròn, nhưng mà vòng tròn thì không phục vụ ghi hình được. Chúng ta sẽ đứng vòng cung.
Trời ơi, chuyên nghiệp quá, biết chữ vòng cung không vậy? Bắt đầu từ chú Thí Vinh ha. Chú Thí Vinh là một con vịt, nói đi, một con vịt. Một con vịt. Rớt xuống ao. Rớt xuống ao. Bụm. Bụm. Tẩm đi cho nó sang. Bụm. Mà tẩm là phải nhúng cả hai ba. Bụm. Đó. Thì tới Trường Giang, sẽ quay trở lại. Không, chúng ta sẽ chơi theo kiểu của anh em mình ha, cho nó khó hơn. Một con vịt thì em là hai. Hai con vịt. Rớt xuống ao. Tẩm. 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 Không, phải người khác tẩm. Tẩm. Đây tẩm nè. Đây tẩm. Rồi, thật sự là có biết chơi không? Rồi làm lại ha. Một con vịt. Rớt xuống ao. Tẩm. Một con vịt. Hai con vịt. Ủa tới anh là hai con vịt chứ. Không, mình sẽ chơi cho nó nhiều ha. Cho nhiều luôn hả? Tại vì mình ít người quá. Một con vịt. Hai con vịt. Rớt xuống ao. Tẩm. Phải nhúng nữa đó. Một con vịt. Thật là biết chơi không vậy? Hai con vịt tiếp đi. Hai con, hai con vịt. Đúng rồi. Một con vịt. Một con vịt. Hai con vịt. Ba con vịt. Rớt xuống ao. Tẩm. 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 Hiểu 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 hiểu. Một con gì, đổi gì? Một con gì? Một con gì? Sao bắt đầu chơi chứ ví dụ gì lâu dữ vậy? Hiểu chưa? Hiểu rồi anh. Em là người hay 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 không hiểu lắm. Em hiểu, em chúng hiểu. Ta nên nhớ phải có cái nhịp bập 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 chứ không có bụng dịch. Dạ, hai dịch không thôi. Cực là lâu là bị thua. Nha, nhanh nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Bây giờ chơi bắt đầu từ Trường Giang. Một con dịch. Rớt xuống ao. Tớ. Một hai. Lại biết chơi chưa? Chị phải bắt đầu lại một. Đứng lên. Loại. Trời ơi, chơi chưa nóng mồm nó bị loại rồi. Chưa kịp nói con vịt nữa mới có 2-1 là bị. À mấy ai chưa tới ta chỉ qua con gì đó cái. Chúng ta sẽ loại dần để tìm ra đội thua. Những người thua sẽ về một đội và chắc chắn bị phạt. Bắt đầu từ Vinh lại nè. Từ đâu? Một con vịt. Rớt xuống nào. Bẩm. Bẩm cái gì mà bẩm, người ta là tẩm. Hai người đó. Ủa? Sao mà cứ một lần chơi một vòng là bị loại một người vậy ta? Ờ, vậy ra chưa được lên hai con vịt luôn. Tiếng luật á là sai, đã nhắc từ lúc tập là tẩm. Mà bây giờ là bẩm mới còn rất nhịp đó. Phải lo cười nhỏ này. Một con vịt. Rớt xuống ao. Đập. Một con vịt. Hai con vịt. Hai con. Hai con vịt mắc mới thì chị nhúng. Hay nhúng lắm đúng không? Quen không? Đấy là tính làm hình ảnh con vịt. Đúng rồi, làm bắt đúng rồi, làm bắt đúng rồi. Nhưng mà ai thể hiện á, kiểu như là chỗ ta đang được chơi. Ngày hôm nay chúng ta có đội thắng là Chu Thí Vinh, Huỳnh Lập và Thúy Ngân. Đội thua từ ban đầu. Thua từ ban đầu. Là Lan Ngọc, Lan Mỹ Dạ và ông chú Bệnh Tiến Luật. Một mình đôi vai gầy phải gồng gánh. Ủa là đội từ đây tới cuối luôn á. Đúng rồi, đó sự thông minh của tụi mình đó nè, tay nhanh hơn não. Bây giờ là chúng ta sẽ chờ đợi sự phối hợp có nhịp nhàng hay không mới bàn về chiến thắng. Mời đứng đây. Tức ghê, mắc gì hai con vịt, em giống gì vậy ta? Chơi trò chơi nhỏ cho nhóm tôi. Có được tặng gì không? À, chơi trò chơi là cái người đó là thua là chịu không chịu hết hình phạt ha. Nè, bây giờ chúng ta chơi đọc một chữ liên ba thôi. Dạ, ba chữ thôi, anh thấy anh một 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 lần. Nè, mập, mẩm, mỉm, hai, ba. Mập, mẩm, mỉm, mập, mẩm, mỉm, mập. Rất kịp. Giờ này nó mới mập chứ phải mập luôn à. Vui gì hết. Chơi với những người không cùng đẳng cấp. Vô đây. Đi qua đây. Đi qua đây, đấu dài thử nè. Bây giờ em đấu với anh Lục. Rồi, bún bò quế hai đứa qua lại nè. Không, bây giờ liệt kê những món liên quan tới bún, bắt đầu. Bún bò quế. Chưa ăn bún mà sao phun dữ vậy chị? Bún gì mà dơ dữ vậy? Ừ. Ôi. Bún gì mà mùi dữ vậy? Ê, mà phun kiểu đó là hết cọng bún mà lụa mũi rồi đó. Ôi nhìn hả? Là anh được nghiêm túc quay không quay? Tự nhiên quay qua cái bún mà quay cái. Em giỏi như là gì? Thì nói cái từ. Rồi, nó nãy đúng không? Rồi. Hoàng, Hoàng, Hùng, Hậu, hai ba. Hoàng, Hùng, Hậu, Hùng.
Mà ăn chứ. Hậu. Rồi, nói chung là về lại đợi mình đi. Ủa, bé không chị thích, chị thấy em thích độ bên kia hơn chứ? Không có. Em mời chị yêu bản thân anh lột gánh cho nặng. Đội chiến thắng không sao, đội thua bị hình phạt từ đầu chương trình. Yeah. Rồi, chọn đi. Đây số 1, đây số 2 và số 3. Đứng im đó, đứng im đó. Số 1. Số 1. Số 2. Còn lại để tôi. Có màu không? Có màu không? Số 2. Màu không biết mà chị thấy được là cái mức. Rồi, vô. Hai cụm gái, cụm gái. 1, 2. Vô. Cái gì vậy? Của em dâm. Trời, bố không hết vậy? Ủa đi. Em uống đi. Em chọn ban đại, em chọn đầu tiên mà. Chị em thấy nước trong em tưởng nước suối vậy hả? Đúng rồi. Của em là khổ qua hay từng tay vậy? Tốt. Tôi nước đắng. Nước đắng tốt. Em muốn được nước đắng. Uống hết rồi. Uống giảm đi cho cuộc đời nó chua chát. Người ta nói là nước đắng giả tật, sự thật mất lòng. Thấy chưa? Lớp lớp. Không phải, bà nhìn thấy trong 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 mà nghĩ là à nước suối. Không, không thấy được màu. Đâu có thấy được màu đâu. Mà em tưởng nước lòng thì. Bây giờ là trò chơi đầu tiên của 7 nụ cười xuân.